Đồng hồ gì sến như vậy em gái? Không, cái này không có gọi là sến, mà người ta gọi là nữ tắm. Một chiếc đồng hồ thông minh dành riêng cho nữ giới. Đã vậy giá lại siêu hạt rẻ. Kiesless Laura, nghe tên là thấy sang rồi. Còn sang như thế nào á thì hãy cùng mình đánh giá trong video ngày hôm nay nhé. Hi, mình là Uyên và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Sephones. Hiện đồng hồ Kiesless Laura đang được bán tại Sephones với mức giá chỉ 1.340.000 đồng cho phiên bản màu hồng siêu ngọt ngào. Chị em nào có quan tâm đến dòng sản phẩm này thì đừng quên click vào đường link bên dưới phần mô tả nhé. Khi mà các bạn mua chiếc đồng hồ này về á thì các bạn sẽ nhận được một chiếc hộp màu hồng xinh xẻo như thế này đây. Và bên trong này, đầu tiên á là chúng ta sẽ nhận được một chiếc đồng hồ với một cái dây kim tuyến trông rất là bắt mắt mà mình đang đeo trên tay này đây. Ngoài cái dây kim tuyến này á thì nhà sản xuất còn kèm theo cho chúng ta một cái dây gọi là dây cao su đi kèm màu hồng, trông rất là đơn giản để mà các bạn có thể thay thế này. Kèm theo đó là một cáp sạc và cuối cùng là sách hướng dẫn sử dụng. Đó, vậy thôi. Rồi, và về ngoại hình đi ha, thì mình đã khá là ấn tượng với kiểu thiết kế của em này. Một bộ vỏ nhôm trông rất là cứng cáp nhưng mà lại siêu nhẹ nha. Kèm theo đó là một chiếc màu hồng trông rất là xinh xẻo. Mình nghĩ là đối với những bạn mà bánh bèo như mình á, khi mà nhìn thấy cái màu hồng này là chỉ muốn hốt về liền ngay thôi. Kèm theo đó là một cái bộ dây màu kim tuyến trông rất là kiểu nổi bật bộ trang phục của mình lên khi mà đeo. Cũng như là đối với bạn nào mà hay đi tiệc, đi hội đồ á, thì đeo cái dây này rất là phù hợp. Tuy nhiên á thì nếu bạn nào đeo đồng hồ để sử dụng ở nhà bình thường nè, hay là đi làm đi học bình thường thôi á, thì mình hoàn toàn có thể thay thế bằng một cái em dây cao su màu hồng đơn giản như thế này, mà lại còn chống nước nữa, nên là những bạn nào mà ưa thích vận động mạnh nè hoặc là đi dưới trời mưa đều rất là vô tư. Về mặt đồng hồ á, thì em này sử dụng kính cong spherical 3D, rất giống với lại những mẫu đồng hồ mặt kim mặt tròn ở trên thị trường vậy đó. Với cái việc mà sử dụng mặt kính cong như vậy á, thì sẽ giúp cho đồng hồ trở nên nổi bật hơn, mà còn đóng vai trò giống như là một cái kính lúp để mà phóng to những nội dung hiển thị bên trong dưới màn hình nữa. Và em này thì chỉ có một nút bấm duy nhất mà thôi, là cái Digital Crown ở bên này đây, để mà bật tắt màn hình cũng như là quay trở lại màn hình chính vậy thôi. Còn lại thì mọi thao tác đều sử dụng tính năng cảm ứng trên mặt đồng hồ. Trên thực tế khi mà mình sử dụng cũng như là dùng thử cái mặt đồng hồ không quá to này, mình cảm thấy rất là phù hợp với cái tay của mình, cũng như là mình nghĩ là đối với tay của tất cả các bạn nữ thì cũng đều rất là phù hợp thôi. Kiesless Laura này thì sở hữu một chiếc màn hình có kích thước là 1.32 inch 3D Semi AMOLED. Một chiếc màn hình được đánh giá là có màu sắc cũng như là độ sắc nét cực kỳ tốt, độ sáng cao nữa, nên là các chị em khi mà có sử dụng em này ngoài trời á thì cũng không cảm thấy bị ảnh hưởng tầm nhìn gì cả. Về khả năng vuốt chạm cho em này á thì mình cảm thấy khá là ổn nha. Mình có vuốt qua vuốt lại nè, vào áp thoát ra liên tục thì cũng không có cảm thấy là bị lát hay như thế nào cả. Hay là khả năng cái cảm biến giơ tay lên để mà xem giờ cũng rất là nhạy. Ở màn hình chính của Laura thì sẽ hiển thị các tính năng như là thời tiết nè, nhịp tim, tập luyện hay là một số tính năng nghe gọi ngay trên mặt đồng hồ luôn. Tuy nhiên nếu như các bạn không thích chiếc màn hình này á thì các bạn cũng hoàn toàn có thể nhấn giữ như thế này để mà lựa chọn thay đổi một kiểu màn hình khác. Muốn cá tính có nè, dịu dàng bánh bèo có luôn, đủ kiểu cho mấy nàng chọn. Và bên trong thì chúng ta sẽ có được một cái giao diện tùy biến. Tùy biến ở đây là các bạn có thể sử dụng chế độ hiển thị danh sách nè, hoặc là vòng tròn hoặc là tổ ong như thế này, tùy chỉnh tùy theo tâm trạng của mình. Em này thì có tới tận 18 ngôn ngữ cho người dùng, và đặc biệt hơn cả là có cả chế độ tiếng Việt nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng trên em này. Với Kiesless Laura thì chúng ta vẫn sẽ có được tất tần tật những tính năng cơ bản của một chiếc đồng hồ thông minh bình thường. Theo dõi nhịp tim nè, luyện tập nè, giấc ngủ cũng như là đo SPO2, thời tiết vân vân, đầy đủ cho em này hết. Hơn cả là em đồng hồ này còn được tích hợp với hơn 70 chế độ tập luyện nữa, nên là tha hồ cho chị em giữ dáng. Và em này kết nối với điện thoại thông qua một ứng dụng gọi là ứng dụng Glorifix. Các bạn cũng có thể sử dụng Android hoặc là iOS gì cũng được luôn. Với ứng dụng này thì các bạn hoàn toàn có thể theo dõi cũng như là xem được cái chất lượng sức khỏe của mình thông qua những cái mục giống như là theo dõi lịch sử nhịp tim nè, chất lượng giấc ngủ nè, cũng như là cái độ oxy trong máu của mình. Có một tính năng mà mình khá là thích cho em đồng hồ này đó là việc kết nối Bluetooth ổn định với chip chuyên biệt giữa điện thoại và đồng hồ luôn. Và với việc này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng đàm thoại trực tiếp ngay trên đồng hồ luôn. Không chỉ gọi các cuộc gọi thường mà các bạn cũng có thể tích hợp với app gọi Telegram hay là Messenger gì cũng được hết trên em này luôn. Không chỉ vậy thì chiếc đồng hồ này còn hỗ trợ cả bàn phím nhập số để mà thực hiện các cuộc gọi từ đồng hồ nè, sử dụng máy tính, cộng trừ nhân chia, trả lời tin nhắn nhanh hay là việc lưu trữ danh bạ, chúng ta cũng có thể thực hiện được trên đồng hồ. Và nhắc về việc nhận thông báo thì với Kiesless Laura này, khi mà mình sử dụng và test thử một đoạn thông báo được gửi đến như thế này thì mình thấy không hề bị lỗi chữ hay là bị cắt mất chữ gì hết. Mặt đồng hồ tròn nhưng mà vẫn hiển thị được đầy đủ thông tin thông báo. Và các bạn cũng lưu ý là tuy nhiên đối với những tin nhắn dài thì chiếc đồng hồ cũng sẽ chỉ hiển thị được một phần mà thôi.
Ngoài ra thì Kia XS Laura còn có thêm tính năng trợ lý giọng nói AI, kết nối được với cả Google Assistant hay là Siri trên iPhone của các bạn đều được hết, rất là tiện. Hay là một cái tính năng khá là thú vị đó là chơi game ngay trên đồng hồ đeo tay. Không có gì quá là cao siêu nhưng mà game giải trí thông thường như thế này thôi cũng rất là hay ho và thú vị rồi. À, chiếc đồng hồ Kia XS Laura này còn có thêm đó là kháng nước chuẩn IP68 nữa, nên là sẽ cho phép các bạn hoàn toàn có thể vận động mạnh dưới trời mưa mà không lo là đồng hồ sẽ bị vào nước hay như thế nào cả. Cái chuẩn kháng nước IP68 này thì đã có trên các dòng Apple Watch Series 5 hay là Series 4 rồi, nhưng mà các bạn chỉ việc bỏ ra hơn đâu đó hơn 1 triệu đồng một chút thôi nhưng mà lại có thể sở hữu được một em đồng hồ có chuẩn kháng nước như vậy rồi, nên là mình nghĩ là điều đó cũng đã tiết kiệm chi phí hơn, cũng như là cảm giác là chiếc đồng hồ của mình xịn sò hơn rất là nhiều. Về pin thì Kia XS Laura sở hữu một dung lượng pin lên tới 280 mAh. Và theo như hãng nói thì với lượng pin này thì chiếc đồng hồ này có thể sử dụng được đâu đó lên đến 5 ngày. Nhưng mà trên thực tế khi mà mình sử dụng với mọi tác vụ, theo dõi nhịp tim thường xuyên này, theo dõi sức khỏe hàng ngày này, cũng như là theo dõi vị trí liên tục á, thì cũng cảm thấy là em này sử dụng được đâu đó lên đến 3 ngày mà thôi. Với mình á, thì với một chiếc đồng hồ thông minh như vậy mà có thể sử dụng được lên tới 3 ngày thì quá là ổn áp luôn rồi. Và rồi, một chiếc đồng hồ quá ư là xinh xẻo, đã vậy là còn được tích hợp rất nhiều những tính năng cần thiết của một chiếc đồng hồ thông minh mà mức giá lại còn siêu hạt rẻ nữa. Và mình nghĩ là đối với những bạn nam khi mà tặng cho bạn gái của mình hay là tặng cho mẹ của mình những bóng hồng xung quanh chúng ta một chiếc đồng hồ như thế này thì phải nói là quá là tuyệt vời. Và rồi, đây là những cảm nhận của mình về em Kia XS Laura này. Các bạn thấy sao về em đồng hồ xinh xẻo như thế này? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhấn like, share và subscribe ủng hộ cho Sephora nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.